Nước biển nóng lên suốt 9 tháng qua đã giết chết 2/3 quần thể rạn san hô lớn nhất thế giới là Great Barrier Reef ở Úc. Các nhà khoa học đang cảnh báo nếu không có biện pháp bảo vệ thì di sản thiên nhiên của thế giới sẽ tiếp tục chết dần. Các nhà khoa học của Úc vừa công bố nghiên cứu cho thấy trong 9 tháng qua, 67% quần thể rạn san hô dài 700 km của Úc đã chết vì nước biển nóng dần lên. Chưa bao giờ tốc độ hủy hoại rạn san hô đạt đến mức nhanh như vậy trong lịch sử nghiên cứu của quốc gia này đối với di sản thiên nhiên thế giới Great Barrier Reef. Là rạn san hô lớn nhất thế giới, Great Barrier Reef có diện tích đến 348.000 km2. Nhiệt độ trung bình của trái đất chỉ mới nóng lên 1 độ C mà rạn san hô này đã chết 2/3. Ở mục tiêu nền nhiệt tăng 2 độ C mà các nước đưa ra hồi năm ngoái, tôi e rằng sẽ rất thách thức đối với sự sống của quần thể san hô này. Tuy nhiên, quần thể san hô ở Queensland này không phải hoàn toàn không có cách cứu chữa. Các nhà khoa học cho biết, tự những cá thể san hô có thể tái tạo, nhưng cần điều kiện nhiệt độ thích hợp. Hiện tại, các cá thể san hô ở phía Nam đang dần sinh sôi, chỉ có phía Bắc đang chết dần. Tuy nhiên, phải mất một thời gian dài để rạn san hô có thể khôi phục. Đó sẽ là một quá trình rất chậm chạp, chúng tôi cho là vào khoảng 10-15 năm. UNESCO hồi tháng 5 đã đưa rạn san hô Great Barrier Reef ra khỏi danh sách trong tình trạng nguy hiểm và cần được bảo tồn. Tuy nhiên, không quên khuyến cáo chính phủ Úc phải có biện pháp phù hợp và nhanh chóng để duy trì di sản thiên nhiên thế giới. Sau đó không lâu, vào tháng 6, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã hứa sẽ chi 1 tỷ đô la Úc để bảo tồn rạn san hô này. Đây là điểm đến du lịch hút khách của Úc và mang về cho Úc 5,2 tỷ đô la Úc mỗi năm.